Hello, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Hôm nay thèm ăn cua quá các bạn ơi. Thèm ăn cua mà không có dám giết cua. Đó, định thèm ăn quá, hai chồng mỗi lần mà thèm ăn cua là đi ra ngoài ăn thôi. Tại vì muốn mua về nhà rồi phải giết cua thấy tội quá. Thôi đi ra ngoài cho người ta làm sẵn cho mình ăn nha. Mời các bạn cùng đi ăn cua với vợ chồng Ngọc nha. Let's go. Cua này các bạn, thấy chưa? Right here. Đó, Ngọc nói Ngọc muốn ăn cua là ăn này nè các bạn ơi. Cua nè, thích ăn cua này nè. Cua này khỏi về phải luộc. Ngọc không có muốn giết nó các bạn ơi. Đó, đây cho Pho một dĩa, cho Ngọc một dĩa, hai dĩa nha. Có cái cua bán cái camera có xe hai. Vậy hả? Cưng vậy? Đây, rồi, hai dĩa cua các bạn ơi. Lúc đây. Hả? Đúng rồi, thay về tổ. Đây, hai dĩa cua, đây là bàn của Ngọc đây các bạn ơi, hai dĩa cua. Bây giờ Ngọc đi lấy nước chấm. Ngọc phải làm nước chấm các bạn. Nè, mỗi lần mà vợ chồng Ngọc mà thèm ăn seafood là đi vô trong đây các bạn. Đây, một dĩa để làm nước lấy đồ chấm, một dĩa Ngọc sẽ lấy coffee cho Pho nha. Coffee bự quá đây. The big one, the big one, big one. Nước không mà. Hả? Ừ, bự ha, tại vì cần cuối mùa các bạn. Cuối mùa con. Đi có nghêu nha các bạn ơi. Nghêu này là nghêu luộc đó các bạn, họ luộc thôi à. Ngon không các bạn? Đây, seafood các bạn ơi. Mình ăn seafood nha. Nghèo. Cá hấp ha, cá hấp gừng. Nhìn phỏng phao hả con? À, có ớt nữa các bạn. Một tí nữa Ngọc sẽ ăn ớt sao? Ớt là đã rồi. Các bạn thấy là cái con mà cuối mùa nó đang thui rồi các bạn. Tại vì hôm bữa mình đi ăn thịt đó thì có cái người đó nói là con cuối mùa nó bị đen. Ngộ quá ha. Có mời các bạn nha. Có một người sống ở New Zealand, họ nói là cái mùa con nó đen. Vậy hả con? Nó đen. Mà đừng bạch rằng họ. Ngon các bạn ơi, ngon lắm. Ngon không ha? Ngon được. Dĩ nhiên không bằng tươi rồi nhưng mà được. Nó không ngon bằng mình nấu tươi các bạn, ngon hơn. Mà này cũng được, cũng đậm, cũng ngon. Thôi không được. Thank you. Rồi đó đem mà thấy tụi Ngọc ăn seafood đó các bạn. Cho nên bổ lịch sự ghê các bạn. Bổ cho tụi Ngọc nguyên một chồng dĩa vậy luôn nè. Hồi mình sẽ cho bít hết mới được. Tại vì ngầu quá. Cổ ngai quá mà. Hồi nãy cổ con thấy mình vợ chồng mình quay với cổ xe 2. Ôi vậy hả? Phải không? Cổ xe 2 trong cái video mình á. Vậy hả? Hồi mình thấy dễ thương, xe 2 dễ thương. Cho bít tiếp lại. Ngon các bạn. Thử nhiều nha các bạn. Nghe nói của con phơ phít này ở Việt Nam mắc lắm rồi các bạn ha. Đó không? Mắc. Em của Ngọc có nói mắc hết. Ngon quá. Ngon quá. Nhưng ngon. Ngon. Lứt lở luôn. 100% ngon. Thôi các bạn có thấy một con nghêu mà có ba cục thịt ở trong nghêu không? Đây. 100% ngon. Thôi cho bạn coi nha. Một con nghêu mà có 3 miếng luôn hả bạn? Hả? Con nghêu mà 3 miếng. Mời các bạn nha. Về. Nó rớt vô á. Nó rớt vô chứ đâu có con nghêu nào mà 3 miếng thịt vậy. Nghêu ngon bạn ơi. Rất ngon. Đỉnh của đỉnh.
ngon á. Như người ta luộc á con hả? Ừ. Nó luộc á. Khóa. Thank you. Rồi xong chưa? Xong rồi. Nhanh đó. Kho mà kho đá kho fit là không ai đá lại đâu các bạn. Nhanh lắm. Trong vòng mấy nốt nhẹ. Kho làm nhanh lắm. Mấy nốt nhẹ hả? Biết gì. Ở đây. Ngon quá. Nhiều ngon quá. Tươi. Thấy vậy? Tươi. Nước nai tròn. Nhiều kim đang mấy chỗ kia. Nó bị dầu nhiều quá không? Ha? Cái này cũng có dầu luôn á không? Ít lắm. Cái chỗ này ăn có 2 giòn phần thôi. Có bỏ ra đây nè để nhìn không thấy. 2 giờ đầu vô ăn đồ biển nữa là mà vui rồi. Thấy ngọt. Vô ăn đồ biển chơi thì vui rồi. Ngon. Rất ngon. Đỉnh ha. Nhiều quá ngon. Như này nấu mà bút phê ngon như Hương Linh vậy. Dạ hả? Ngon như Hương Linh. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Có bỏ gừng đó không? Ngon. Và nước nấm. Nước chấm được thấm nước ngọt cũng rất ngon bạn ơi. Vậy hả? Bữa bé Khanh nó cháo kho cũng thích nó chấm ngọt á. Ngon lắm. Hôm bữa hôm kia kho đi ăn ăn phở với bạn. Xong rồi cứ ăn được hết cái tô rồi nó thấy nó thiếu cái gì nè. Tôi nói bạn kho tao thấy nó thiếu cái gì nè. Cuối cùng nó thiếu nước thánh điền chấm. Nó chấm thường thánh bạn ơi. Mới nhớ đi gặp lại cho mình. Ngon quá. Giờ ngọt tỏi quá cua cái thằng ơi. Cua đi ngon mà. Trời ơi. Ngon. Đỉnh. Chắc lắm đó con. Hả? Ngon. Quá đã. Ngon quá các bạn. Cua này cái Việt Nam gọi là ghẹ các bạn. Không phải cua. Ghẹ. Cái đã. Má ơi rùng. Ngon quá. Má ơi rùng gã con xa. Sảy. Ngon. Thịt chắc ngon. Cái gạch nó béo ơi là béo. Nó là phải ăn thêm một dĩa nghêu nữa, trời nó đã. Ôi ôi, các bạn đi cục thịt của nó nè. Ngon, đỉnh hả? Hồi xưa là hai chồng đem về nấu. Nhưng mà nấu thời gian thấy không? Thấy tội bạn ơi. Thấy tội quá, không nóng được. Thank you, thank you. It's okay, later. Oh, oh, I have this one. Yeah. Trời ơi. Thấy sớm quá. Cô này cổ nai hết sức luôn các bạn. Cô ơi. Siêu quá. Mới vừa có chút xíu à, là cái cổ lấy à. Cô dọn. Dễ học mới có chút xíu à. Cô dọn ấy thôi mà cô dọn biết luôn à. Đó rồi. Gì đâu chết. Học thích mấy người nai vậy các bạn. Nay vậy là mình cho nhiêu tiền mình cũng tiếc. Không nói thiệt. Đi làm người ta cần nhiều tiếp mà không? Đúng rồi. Biết là người ta cần nhiều tiếp nhưng mà có nhiều người rất là dở các bạn. Thì có người có người kia. Ngon quá. Hôm nay mấy bạn có để ý là hai vợ chồng chơi đổi chối không? Lâu lâu mua được cái áo cùng màu cho nên hôm nay bận cho vui mà. Có hẹn không gặp vậy? Không có hẹn mà gặp. Có hẹn không phải không? Không. Ngọc định là để có dịp nào mà giống như là lễ lọc đồ này cái nọ thì bận mà kệ đi. Hôm nay đi ăn cua mình bận màu đỏ cho nó hên. Bận cái áo màu giống như con cua nè không? Cũng gần gần. Con cua này màu cam. Nhưng mà có con này màu đỏ nè các bạn. Nè nó cũng đỏ đỏ nè thấy không? Chắc cuối mùa á. Thank you ma'am, thank you ma'am.
mới tăng cường tăng cường đồ chơi. Phở có nói Ngọc á là hay đi quay nhà quay xe cho các bạn coi, thì có mua áo á, lựa mấy màu nó nổi cho các bạn nhìn thấy cho các bạn thấy đẹp cho nó có cái video nó có colorful á, giống như là màu màu đầy đủ á. Cái mấy màu kia nó chìm quá, cái video gì nó không hấp dẫn. Ngon quá. Với Phoi rửa tay sạch sẽ rồi mới ăn nha các bạn. Cua ngon không? Ngon. Phoi bánh kẹo không? Dạ. Ngọc bánh cho các bạn. Ngọc ghé ăn gà không các bạn? Tại cái lộn gà ngọt. Nóng gì bè được. Ngon quá. Điều không nổi luôn các bạn ơi. Đúng là phê như cái gì. Cái chỗ này á, người Việt mình ăn nhiều các bạn, là tại vì họ mới ra nên họ có cua nhiều á. Người Việt mình lại thích ăn cua. Dạ vâng. Bắn rồi đó. Người Việt mình thích ăn cua các bạn, cho nên nó bây giờ người Việt mình vừa ăn cũng nhiều lắm. Ngon quá. Mắc dạ. Ngon quá. Ăn lắm, đỉnh luôn á các bạn. Đỉnh của đỉnh không? Đỉnh của đỉnh. Hôm qua bạn pho ra ngoài biển á, câu cá Ngọc. Xong rồi mấy người bánh cá đó hả? Họ bán rẻ Ngọc. Họ bán rẻ cá, tôm rồi á. Trời anh mua quá trời. Vậy hả? Mấy chục phao anh mua rẻ lắm. Vậy á. Anh mua nó rồi có 30 đồng mà giống như là đồng phao vậy á. Anh cho thêm 10 đồng nữa. Vậy hả? Ừ, rẻ quá. Canh mấy tàu vô bạn, rẻ. Rẻ quá ha. Ừ. Còn đồ tươi không? Vậy hả? Sao bà không cho anh mua dịch cho mình chứ? Hả? Để anh mua dịch anh cho mua mình. Anh mua dịch để mua cho mình gì? Anh mua thêm dịch nữa. Đây, bây giờ Ngọc tới món cá nha các bạn. Ăn cá cho các bạn ăn, coi cá nó ngon, nó tươi cái nào. Ngon. Chắc chắn là ngon. Cái thịt nó trắng phao mà cơ. Hôm nay Ngọc mới cấp đẹp nha. Hả? Thank you. Ngọc mới cấp đẹp. Ngọc là chuyên viên makeup các bạn. Makeup rất là giỏi. Rồi cô kêu làm video không chịu. Thử. Ngon thiệt đó. Đã ngon. Đã ngon các bạn ơi, đã ngon lắm. Cái chỗ này ngon, thích chỗ này. Buồn buồn như ăn cũng đỡ ngon ha. Ngon bổ rẻ. Nó rẻ thì mà không ngon, không có đó các bạn, ngon quá. Vậy thôi muốn gì nữa. Ngon quá. 20 đô la mà 20 đô la hả? 20 đô la đổi gì nữa. Hồi Phong ăn khá, cũng thật nha. Thương lắm á. Thương không? Thương. Ngon. Cho con mình cua coi. Cua. Không phải kêu đoạn mình cua. Hấp dở nha. Đó. Ngon quá. Đây, mình đây. Uống mấy mình, có mấy mình. Ngon phải không? Phò dễ, học dễ các bạn. Phò muốn mấy mình, học cho mấy mình. Ngon. Ngon quá luôn nữa. Ngọc thích ăn đồ biển các bạn. Đi chù. Ngọc thích ăn đồ biển, gặp pho, lấy pho. Pho cũng thích ăn đồ biển luôn. Hai chồng mình hợp gơ ha. Quá hợp luôn. Quá hợp gơ. Nói chung là vợ chồng có nhiều cái cũng hợp gơ. Bởi vì hợp gơ mới ở với nhau được, đúng không? Ok, thì thôi cái video của Ngọc á, lên share chia sẻ các bạn ăn đồ biển, chỗ đồ biển ngon. Lâu lâu cũng có cái video đồ ăn lên, chứ lâu lâu các bạn ơi, Ngọc ơi sao lâu quá Ngọc đi ăn gì chơi. Là này Ngọc đi coi đi ăn đồ biển cũng quay lại cho các bạn coi nha. Nếu các bạn thấy video này ok thì nhớ subscribe cho Ngọc nha. Bye bye.